Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Huỳnh Đức TN Vlog nha. Thì hôm nay ngày ngày mùng 1 đầu tháng, mình sẽ mở bán mình sẽ mở bán cho các bạn là 5 cái bi. 5 cái bi 678. Thì các bạn mua loại nào cũng được, miễn 5 kg thôi. 5 kg là 200 000 bao ship nha các bạn. Đó, thì bi bên mình là bi loại 1 bóng đẹp đàng hoàng nha, không mốp méo nha. Ở bên mình cũng có loại 2 nữa nhưng loại 2 thì nó rẻ hơn. Đó. Thì nó có nhiều giá cho anh em lựa chọn, nhưng mà mình đang nói đến cho các bạn quảng cáo đến cho các bạn là bi loại 1. Bi loại 1 nha. Thì là 200 000 5 kg bao ship cho các bạn luôn. Khi các bạn nhận hàng á thì chỉ cần thanh toán 200 000 thôi. Đó, các bạn được 5 cái bi nha. Các bạn cũng có thể chọn là à 2 kg bi 6 ờ một cái bi 7 và hai cái bi 8 cũng được. Thì các bạn cứ chọn thoải mái. Đó, miễn sao mà đủ 5 kg thì mình sẽ à ship cho các bạn là 200 000 bao ship nha. Thì hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng cho nên là mình sẽ mở mở bán cho các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mua hàng trực tiếp qua số điện thoại 0987 505020 hoặc là liên hệ Zalo 0988 116640 nha Ship code toàn quốc luôn nha các bạn Thì bên mình là mở bán từ B6 nè 635 B7, 735, B8 Rồi B9, 10 11, 12 luôn nha Có cả bi đất nữa Bi đất thì 5 kg bi đất uh, B8 và 9 ly Thì giá là 140 000 bao ship nha các bạn đây bi đất đây các bạn đó một một ký bi đất rồi. rất là nhiều luôn Vậy các bạn ở trên trên thành thị độ thành phố thì các bạn sử dụng bi đất thì nó sẽ an toàn hơn là cái bi sắt ha còn các bạn đi săn thì các bạn sử dụng cái bi sắt bi hiện tại trên tay của mình là bi 7 nha các bạn bi 7 lên nha bên mình cũng có 735 luôn cho nên là khi mua các bạn muốn mua loại bi nào thì cứ nhắn cho mình ha đó các bạn uh, mua loại bi nào thì cứ nhắn cho mình là mình sẽ gửi theo cái bi đó nha. 5 kg nha các bạn. Combo 5 kg bi sắt 200 000 bao ship nha. Rồi ok xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.